bài học trước thì chúng ta đã biết đó là chiến lược fail. Và trong chiến lược fail thì chúng ta cần phải có một dịch vụ mồi để thu hút thật nhiều khách hàng. Họ tham gia, họ đến và họ trải nghiệm dịch vụ chúng ta ở đầu fail. Vậy thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta tạo ra được những cái dịch vụ mồi hay những cái mồi câu thật là hấp dẫn. Thông thường, gọi tư duy thông thường, mồi câu thì thường là miễn phí hoặc giá trị cực kỳ thấp. Có thể là triệt lông chỉ với 5.000, triệt lông chỉ với 7.000, trị mụn với 19.000. Ồ, rất là thấp đúng không ạ? Nhưng mà tư duy đó là gì? Khi mà họ 19.000, 5.000 ở đây, tất cả nó chỉ là ở đầu phễu. Và ở dưới đáy phễu của chúng ta có rất là nhiều tài nguyên chúng ta khai thác. Và làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra cho mình một cái dịch vụ mồi hấp dẫn? Thì tư duy đầu tiên là xác định cái người khách hàng nào họ sẽ sử dụng cái dịch vụ mồi của chúng ta. Hãy xác định đối tượng khách hàng. Họ là ai? Họ ở đâu? Họ làm ngành nghề gì? Thì cái tâm lý của họ là gì? Nhân viên văn phòng khác với công nhân, những cái người tầm trung tuổi, người lao động khác với cả học sinh. Thì chúng ta phải xác định được rằng công việc của họ là gì, đi kèm với cả tâm lý của họ. Từ đó chúng ta mới tạo ra cho mình được một cái dịch vụ mồi. Ví dụ như là đối tượng là học sinh chẳng hạn, thì chúng ta tặng cho họ cái dịch vụ gì được ạ? Trị mụn, đúng không ạ? Còn đối với những chị em làm văn phòng thì chúng ta có thể là tắm trắng, bởi vì công sở họ thường rất là nhàn rỗi. Mà các cụ nói rồi, nhà cư vi bất tiện. Thì khi mà họ đã ngồi nhàn rỗi với nhau rồi thì họ bắt đầu họ soi cái người này, họ soi đồng nghiệp của mình, và bắt đầu họ đánh giá là ai xấu, ai đẹp, đúng không? Vậy thì những dịch vụ như là tắm trắng này, nâng cơ này, rồi là những dịch vụ triệt lông sẽ là thu hút được rất là nhiều những đối tượng là văn phòng. Còn ví dụ như là tắm trắng đối với đối tượng học sinh thì gần như là nó sẽ không phù hợp nhiều bằng trị mụn. Bởi vì học sinh họ quan tâm nhiều nhất đến cái vấn đề đó là sắc đẹp của họ đối với cả bạn bè của họ. Và cái sắc đẹp với cái lứa tuổi học sinh bây giờ nó là gì? Nó chỉ là mụn thôi. Lông rồi trắng rồi tất cả những thứ đó, hãy để cho họ lớn lên một chút nữa. Vâng, và để tạo ra phễu, tổng kết đó là hãy xác định cái người mà họ sẽ đón nhận cái dịch vụ của chúng ta. Họ là ai, độ tuổi của họ, thu nhập của họ, tâm lý của họ và họ sống ở đâu, để chúng ta hãy đưa cái mùi đó đến cái nơi họ sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.